của anh anh em. Thêm một lô cho anh em chơi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tải luôn. Hiện tại là 13 giờ 35 phút ngày 20 tháng 2 năm 2023 anh em. Vừa rồi thì xe tải của Arang vừa mới chở về một lô hàng loa Arang đến cho cửa hàng mình ha. Đó, mình vừa nhập về một số lượng lớn loa Arang Classic One cho anh em nè. Thì lần này mình sẽ có hai bảng màu cho anh em lựa chọn. Thứ nhất là màu xanh blue. Đó. Và thứ hai là màu đen anh em. Đó, hai bảng màu. Rồi, ở trên này thì anh em có thể thấy mình sẽ có những cái thông số ghi trên này rất là cụ thể cho anh em mình nè. Bao gồm là nhãn hiệu là Arang nè. Tên sản phẩm là loa di động nè, kiểu máy là Classic One. Công suất thì ghi rõ ràng là công suất cực đại và công suất thực cho anh em ha. Cực đại BMBO sẽ lên đến 600W và thực là RMS sẽ là 150W, rất là lớn ha anh em. Hệ thống loa sẽ được trang bị bao gồm low bass 16.5cm nè, mid 10cm, chép 4cm. Ngoài ra thì còn có trọng lượng là 10kg đó anh em. Thì bây giờ mình sẽ khui em loa Arang Classic màu đen ra cho anh em ha. Classic One màu đen cho anh em trước ha. Lần trước mình review cho anh em loa màu xanh rồi, thì bây giờ mình sẽ mở em loa màu đen ra ha. Đầu tiên mình sẽ có một cái lớp mút như thế này để chống sốc. Trong quá trình vận chuyển thì bên mình cũng có những lớp mút như thế này để mà đảm bảo cho anh em giao hàng ở những cái nơi xa ha anh em. Đó, rất là an toàn, rất là an tâm. Rồi mình lại có thêm một cái bọc màu trắng như thế này. Đó, một cái bao màu trắng như thế này để mà bảo vệ những cái em loa của mình ha. Bây giờ mình sẽ lấy ra ha. Đó, lần trước thì là Arang Classic One màu xanh. Nhưng mà bây giờ là em... Đây, nói chi xa. Đây anh em thấy không? Đó, Arang Classic One màu xanh ha. Khỏi khui ra cho anh em luôn. Sẵn tiện thì cho anh em thấy luôn hai màu ha. Đó, màu đen và màu xanh. Anh em thấy không? Rất là đẹp ha. Bây giờ mình sẽ để đâu cho anh em quay một vòng cho anh em thấy luôn nha. Ok, thôi mình để tạm này ha. Rồi mời anh cameraman quay nha. Rồi còn nữa nè. Ở trong thùng này thì anh em thấy là mình sẽ có một cái hộp phụ kiện ở đây ha. Bây giờ mình sẽ lấy luôn hộp phụ kiện này ra cho anh em xem ha. Anh em nhìn đi. Lớp mút rất là dày nha anh em. Đó, nên là anh em cứ yên tâm về cái việc vận chuyển xa nha anh em. Bảo đảm cho anh em mình luôn. Lấy ra hết cho anh em hôm nay cho anh em thấy hết trong thùng nó có gì luôn. Đây là cái hộp phụ kiện. Bây giờ mình sẽ tháo phụ kiện này ra cho anh em xem bên trong ha. Đó, rất là xịn sò ha. Cầm micro rất là đẹp anh em. Bây giờ mình sẽ lấy micro ra cho anh em xem nè. Đó, micro rất là đẹp như thế này. Sáng bóng cực kỳ luôn. Rất là tuyệt vời ha. Mình sẽ được hai cái mic ha anh em. Hai mic không dây như thế này. Ở bên trong thì anh em sẽ sử dụng là pin 2A. Đó, pin 2A anh lắp vào đây. Rồi ở phía trước nè, mình sẽ có hai cái nút để mà chỉnh âm lượng, bao gồm là giảm âm lượng, tăng âm lượng. Ngoài ra cũng có thêm một cái nút để set tần số nữa ha anh em. Đó, rất là tuyệt vời. Rồi hai cái micro, một cái, hai cái, một cái sợi dây sạc như thế này, một bộ pin như thế này và một cái nguồn sạc kết hợp với dây sạc ha anh em. Đó, rất là đầy đủ. Nhưng mình quên cái hộp quà đúng không Trường ơi? Wow. Quên anh em, sorry anh em. Trời ơi, xíu nữa là quên. Anh em mà mua loa, đặc biệt là mua Arang Classic One này á, là anh em sẽ được một cái hộp phụ kiện như thế này nè. Nó một hộp để mà mình đựng hai cái micro như thế này ha. Rất là dày, rất là tiện luôn, ngăn kéo rất là ok. Tặng thêm anh em một cái bộ pin nữa, bao xài luôn. Rồi ở đây anh em sẽ có hai cái bầu đầu để mà bọc cho micro ha anh em, lọc tạp âm tốt hơn ha, bao xịn. Rồi lại có thêm hai cái miếng chống lăn cho hai cái micro của mình nữa. Trời, tặng nhiều quá, tặng gì rồi, bán lấy gì lời anh. Rồi thêm một cái giá đỡ điện thoại nữa anh em. Quá nhiều rồi tặng, đó. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ mở em loa này lên và kết nối với điện thoại để test thử một cái bài nhạc cho anh em nghe thử ha. Một em loa mình mới vừa khui thùng luôn anh em. Còn về phần review chi tiết những cái em loa Arang Classic One ở đây thì mình đã có một cái clip review rồi. Anh em có thể mình tìm đến clip đó để mình xem ha. Bây giờ mình sẽ mở nguồn lên. Anh cameraman quay lại gần giùm em nha. Mình sẽ kết nối luôn nha. Đầu tiên mình sẽ mở nguồn lên anh em. Nhấn giữ vào. Đó, màn hình led sáng lên ha. Giờ mình sẽ mở điện thoại lên nè. Mở Bluetooth lên. Hôm nay kết nối trực tiếp luôn cho anh em xem nha. Nè, sẽ dò chưa có đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái mod ở trên màn hình này hiện tại là đang là AUX. Anh em muốn chuyển sang mod khác thì nhấn một cái để mà mình chuyển về chế độ Bluetooth nha anh em. Đó, lập tức hiện lên Arang liền. Chọn vô. Đó, chọn vô Arang. Rồi, đã kết nối rồi ha. Giờ mình sẽ mở qua YouTube. Mở qua YouTube rồi thôi, mở nhạc của mình nghe ha anh em. Mình có làm nhạc nữa nha anh em, sẵn tiện VR trá hình nha.
Đây, đâu rồi? Rồi, từ từ, hơi lâu xíu nhưng mà anh em, nếu mà anh em có dịp anh em mở MV Thiệp Hồng coi nha. Anh em sẽ thấy mình trên này. Rồi, mở nhạc lên. Giờ mình sẽ chỉnh ha, để coi nhạc lên nó ra sao cái mình chỉnh nè. Âm lượng nhạc đang nhỏ, mình sẽ tăng âm lượng nhạc lên ha. Đó. Rồi, chạy tí bass nè. Bởi do thân còn nghèo ngỏ lời sợ em cách xa. Nắng mưa bên ruộng đồng bao mùa tay chân lắm le bay. Dám đâu mơ mộng nhiều chỉ cần anh được gần em. Thời xuân thì con gái quá nhanh cũng như mây trời. Làm sao đừng tiếc nuối em ơi. Ngoài kia nhiều phù phiếm xa xíu nè. Mẹ cha sẽ vui. Dù nghèo nhà anh em sống giúp chung lòng ta luôn lắp có như là lắp đèn vậy đó. Đời này gian khó quá đó. Rồi từ rồi, giờ thôi lo buồn đã. Mày lết nha, sáng lên. Hello, hello, hello. Nên là mình chỉ để reverb một xíu ha anh em. Đó, mình để khoảng 12. Rồi, sạc cái nhạc này. Đó. Rồi, mình để điện thoại đây nha. Đã thương em rồi nhưng mà anh chưa nói ra. Bởi do thân còn nghèo ngỏ lời sợ em cách xa. Nắng mưa bên ruộng đồng bao tay chân lắm lên. Dám đâu mơ mộng nhiều chỉ cần